Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Hồ Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Trên dốc vật chất của tác giả Lê Văn Trường. Tập 3. Công việc đầu tiên của Trạch là cho làm thêm 1000 gót cặp tóc giả nữa để cho nhà Tân Phương lún hẳn và lấy kế và làm thủ tục để mưu mô các việc mờ ám một hôm chàng hỏi kế cặp tóc tân phương đã bán giải rác khắp rồi sao đơn đặt hàng nhà ta vẫn không hơn trước được ít nào kế mắt khoảng khoảng hay chưa đủ ngấm trạch lo lắng ba tháng rồi còn gì thiên hạ họ lại không kêu ói à tôi làm việc quen tôi biết ba tháng chưa ăn thua gì ít ra phải nửa năm dần già rồi họ mới khám phá ra cái chỗ hàng xấu tốt chứ rồi xoài bàn tay kia nói tách bạch đây này tôi nói để bác nghe người mua hàng nhầm phải hàng giả đem về dùng ít ra cũng năm mười hôm mới biết là hàng xấu nhưng họ dùng quen rồi họ lại mua thứ khác biết đâu khi mua thứ khác họ chẳng mua cặp tóc thật của Tân Phương của nhà ta rồi thì cái chuyện cặp tóc xấu bữa trước nó cũng phôi pha đi già dĩ người mình dễ tính lắm không bao giờ chịu làm ra chuyện gì cả Chẳng thế sao cái thằng đút đất thó vào chai lọ Kêu ẩm lên là thuốc bổ thuốc bệnh Lúc bị khám phá lại vẫn nhơn nhơn đi ở ngoài phố Sao không có một số người vì quyền lợi của mình Vì sức khỏe của mình Lại cho nó mấy cái bạt tay Chửi vào mặt nó À Xem thế đủ biết hàng chưa đủ ngày giờ Thò cái ngòi phá hoại của nó Nửa năm Cứ là nửa năm thì mới nói chuyện được Và rồi còn một trăm lý nhẽ nữa nó chưa làm cho đống đặt hàng hàng tháng của nhà ta dày hơn trước được hãy cứ biết tay tôi bán ra mấy nghìn gốt cặp tóc của nhà mình là thế nào bên tân phương cũng bị nguy thế thôi còn thì dần dà ngày một ngày hai sức nổ nó mới bùng chứ ngay thế nào được chẳng ra gì nhà tân phương cũng có tiếng xưa nay các đại lý phần nhiều có cảm tình với nhà chế tạo mỗi lúc bỏ nhau thế nào được trạch lẳng lặng chàng tỉ tay vào cảm suy nghĩ Kế nói lia lịa, nói để bênh vực cái nhẽ chưa đủ ngấm của mình. Chàng nói, vì chính chàng được sai đi hại người, mà người vẫn không bị hại, nên chàng càng phải hùng biện để cãi cho cái lý đương nhiên của nó. Mãi một lúc lâu trạch mới chậm rãi. Nhưng ta cũng phải xem nguyên ủy ra làm sao. Bỗng trạch đứng dậy như người vừa tóm được đầu mối. Bác lần la lại nhà Tân Phương xem, tình thế ra làm sao. Và bên ấy lúc này họ làm việc thế nào? Có hàng gì lạ không? Bằng cách nào? À, kệ ấy bác linh lợi bằng trăm tôi. Bác cứ lại như người đi hỏi việc. Bác cho họ xem các giấy má. Rồi hỏi họ xem có thứ hàng gì cần đến bác không? Nhất bác lại nói có tiền làm đảm bảo. Thì họ bằng lòng ngay đấy mà. Kế ngẩn mặt. Nhưng tôi làm gì có tiền? Trạch làm một cử chỉ thân mật vô vỗ tay chàng bác thật chẳng yêu tôi tí nào cả tiền của sở là của bác cần tiêu vào việc gì xem có lợi là bác cứ tự do tiêu Cây tươi cười cái cười cầu tài vâng thì đã đành trạch tiếp luôn thế mà hay cơ đấy bác cứ lại xem sao không đào bổ huyệt sao có thể bắt được hổ bác có lẩn vào trong họ mới giúp được việc cho sở chứ rồi cười mở lòng Sợ là ai nếu không là tôi Kế sung sướng hoan hỉ Được Thê để tôi lại Biết đâu họ sẽ chẳng trúng kế Lúc ấy ta tha hồ mà tung hoành Làm việc không rõ tình thế của họ cũng hơi khó Chảnh nói bung ra Khó hẳn chứ lại hơi khó Và tiếp ngay Mai Cứ mai là bác lại hộ tôi Rồi binh tình ra sao bác về cho tôi biết Ta liệu cách đối phó Bác cứ nhớ cho điều này Chúng ta phải cố làm giàu Để mà an hưởng tuổi già Tôi có là bác có Chắc điều ấy bác tin được chứ Vậy bác làm thế nào lọt vào được nhà Tân Phương là khá đấy Kinh vỗ ngực Bác cứ yên tâm vững tin tài năng tôi Tôi khác có cách Vào cửa nhà rời cũng được nữa là vào nhà Tân Phương Chỉ sợ tôi không yêu bác thôi Chứ nếu yêu bác Làm gì tôi chả làm được Vào đâu tôi chả vào được Trạch giơ tay Bắt tay bác một cái nào Hừng mũi ba hoa Tôi tin tôi với bác học sức lại với nhau làm việc Mấy mươi cái cầu chẳng qua được Sau này ấy à Cứ là nhà máy làm không kịp Trạch tầng bốc Thì tôi đã bảo vua dưới đất là bác mà lại Đi bán lẻ thì bác là thủ chỉ con gì Bên Tân Phương lại không lại bác để bác giúp cho ấy Cái ấy cũng chưa chắc nhưng có điều hơi vui lòng là tôi có thể đem những bí mật của bên ấy về cho bác biết đâu ta chẳng học thêm được cách làm việc của họ nên ta thấy họ hơn ta hôm sau kinh đến sở với một cái bắt tay chặt chẽ chàng ném cặp lên bàn là thở hồng hồng ngay chàng làm ra bộ nhọc mệt thế để trạch biết công cho mình trạch vội thân hành đứng dậy quay cái quạt máy về phía bạn thế nào có ăn thua gì không kính cười kiều ngạo Bác xem chương trình tôi thực hành Có mà lên đằng rời Rồi vung tay chỉ cái cặp Nhiều Nhiều lắm Phe này tha hồ mà nhòm ngó Hãy cứ nói một cái này là bác đủ sướng mê rồi nhé Cặp tóc Châm Uốn xong Khi ngâm không cần đến sút ăn da nữa Vì bây giờ khan Tìm đâu được những của quỷ ấy Chỉ việc đổ một tí bùn trộn vào với nước dài là công dụng bằng sút rồi Trạch cười xòa Đấy Tôi được biết mà Bác đã xuất đầu lộ diện thì nên việc Sút thì không đắt Nhưng khó kiếm Bây giờ ai có mà mua May, may thật Kính nói như kể công Bác tính hỏi được nó cho nó khai ra là một điều khó lắm Thế còn cái mát Nó đi như thế nào À Bên ấy họ bán được cũng khá Vì họ có cả ngòi bút bán kèm Trạch ngạc nhiên Họ làm cả ngòi bút nữa cơ à? Gớm Khá nhỉ Chả trách hàng nhà mình lâu lên Ngòi bút họ bán cho hàng bồ, hàng fan Hàng bồ, hàng fan vì thương hiệu tốt lắm Nên phải mua Đã thấy chưa Mua vài nghìn bạc cặp tóc Lại chả mua được giam trăm bạc ngòi bút hay sao Nghe đâu họ lại có cả zip nữa Thế à Họ lại định làm cặp zip à Chính thế Trạch suy nghĩ một lúc Để tay lên chán có lẽ bác phải cố lòng giúp tôi mới được Ngày mai bác lại đi Đem nghìn bạc lại Đưa cho họ Bảo rằng đây là tiền bảo đảm của tôi Để cho họ khỏi nghi ngờ Rồi đứng dậy Đi đi lại lại lầm bẩm Không thể hồ đô được Và gọi kính lại Bác nhớ tôi trông cậy mọi việc ở bác đấy Bác làm thế nào cho sở ta hưng vượng thì làm Kính nói vung Được, được Bác cứ tin tôi sẽ tìm hết cách để nhập vào bên ấy. Rồi tôi sẽ đem về cho bác đủ các thông tin. Rồi ngừng lại một phút. Chưa biết chừng tôi còn làm được cả điều này nữa. Trạch vù vập. Gì thế bác? Kính chỉ cười. Chưa biết chừng. Trạch hỏi gặng. Gì mới được chú? Để đến lúc làm được hãy hay. Trạch làm bộ khẩn khoản. Thì cho tôi biết để mừng đã nào. Kính làm bộ nhún nhặn Rồi sau này hãy hay Trạch níu tay kính thân mật Thì cho người ta biết trước đã sao Kính không nói chỉ vung tay lên rời À Phúc trí tâm linh Phải biết rời thương chưa biết chừng Nhà Tân Phương mà bằng lòng Trạch nhằn nhó Bằng lòng gì bác Bằng lòng Khổ lắm Nói cho tôi biết để đỡ thấp thỏm thì thong thả Sau này tôi không phải nói cho bác biết à Trạch làm bộ gắt Nhưng cái thứ gắt yêu Khổ lắm Làm tội tôi mãi Kính cười oang oang rồi đáp Gớm Cứ dục như dục ta Thôi đây tôi cứ nói Bác xem được không nhé Trạch ngừng mặt chăm chú nghe Nhưng Kính đã nói đâu Chàng còn đánh Diêm Khốn quá Diêm đánh ở cạnh cửa sổ Gió cứ tạt vào Thanh thử tắt máy Chạch sốt ruột Mặc kính biết thế Nhưng cứ đủng đỉnh Khi đã đánh hết sáu que diêm rồi Kính mới cất tiếng Chưa biết chừng tôi sẽ điều đình với nhà Tân Phương Cho tôi đi bán cặp tóc Ở các tỉnh cũng nên Nếu họ bằng lòng thì thôi Chẳng còn phải ngôn gì nữa Cứ việc thò thứ giả hiệu của mình ra Thế là vừa Chạch nghe xong rú lên Chàng níu tay kính bạc thật là thông minh cố lên tương lai của chúng ta thể nào cũng tốt đẹp cứ tôi và ba cộng sự với nhau thì rồi thiên hạ khó lòng đối địch kính lại nhún nhặn nhưng biết họ có bằng lòng để mình làm không trạch cười cái cười tin tưởng trăm phần trăm đúng rồi đấy nhé tất nhiên nhà mình bán ra hai nghìn gốt như thế bên họ phải chậm lại chứ hàng đang chậm lại có người xin hàng đi bán lại có tiền bảo đảm không lại mà bằng lòng. Nhưng bỗng kính tiêu nghỉu. Thế mà còn có chỗ khó đấy bác ạ. Trạch gặng. Khó gì? Cái gì khó? Những chuyến trước, tôi bán cặp tóc giả có 4 đồng một tá. Bây giờ bán cho họ phải 5 đồng. Hụt đi một đồng làm thế nào? Trạch thở như chút được gánh nặng. Chàng cười. Bác thật chỉ lẩn quần Ở đời muốn ăn hết phải đào run muốn được việc phải biết tiêu tiền tôi thì bác đừng lo không có tiền thì đi mang công lĩnh nọ mà làm sau này kiếm được lại bù vào nó dễ chi thế chi cơ mà cứ mỗi gốt tôi đổi cho bác tôi cáp vào đấy một đồng kinh trố mắt bác cáp vào chạch cả quyết phải một gốt một đồng nghìn gốt nghìn đồng nghìn đồng vứt đi phải như thế thì chết Chạch cười Làm việc phải thế Rồi sau này mình lại bán chỗ hàng thật của họ Bằng giá 5 đồng Nhưng khi đã thành giá Ai người ta chịu mua hơn Càng hay Ở đời muốn lợi phải biết chịu thiệt lúc ban đầu Muốn cho thân cây bẻ ra cho mình làm củi dùng Phải biết không sợ mẻ sao Bác cứ cố bán Nhất là mình mất trăm 000 đồng thì mất Cần gì Sau này thiên hạ biết hàng của họ xấu Đổ xô về mua của mình Lúc ấy mình lại thu lại cần gì kính cười đắc chí được bác hiểu công việc cho như thế tôi dễ tính toán lắm mai bác cứ giao cho tôi một nghìn tôi lại thế nào cũng thành công rồi về tôi sẽ đưa riu của họ cho bác trạch ném một đuôi mắt trách móc sao bác lại nghĩ đến sự đưa riu cho tôi làm việc như tôi với bác là làm tiền vạn hà tàng gì nói đến điều ấy đã đành nhưng công việc phải thế cho dễ nhớ rồi với gói thuốc tính tôi thế bao giờ cũng phân minh như thế anh em đỡ mất thì giờ kính vừa nói vừa mở cặp tôi muốn đưa một nghìn để ngài tính toán công việc ngài cứ nhận cho buồn bán phải như thế tôi đã bán thì bán nhiều nếu tôi không có tiền bảo đảm có phải ngài lưỡng lự nó mất thì giờ đi không như thế này có phải tôi tránh được cho ngài những sự thắc mắc ông tân phương cảm kích đưa mời thuốc kính Vâng, ngài đã chu tất, tôi xin lĩnh ý. Nhưng xin ngài lượng cho, đây là ngài muốn không phải tôi dám này. Kính cười ha hà, hà. Ngài cứ tự nhiên cho, có thế mới làm việc được lâu dài. Tôi mong sau này ngài sẽ cho tôi dựa vào công việc của ngài một cách vĩnh viễn. Ông Tân Phương khẽ cúi đầu. Đã tạ ngài, nếu ngài có lòng giúp tôi, tôi sẽ xin để ngài cổ động cả ngoài bút mắc xây. Kính làm bộ ngạc nhiên Ngài có cả ngòi bút Vâng Ngòi bút của tôi bán cũng đã chạy lắm Giá ngài giúp cho một tay Chỉ dăm tháng là thành thương hiệu thôi Kinh sốt sắng Vâng Ngài có việc gì cần ủy thác Xin cứ tin ở sự tận tâm của tôi Chủ nhân đánh diêm cho kính rồi đáp Tôi cũng đã có một số đại lý các tỉnh bán cạp tóc Nhưng vừa rồi tôi đã rụt lại Vì họ bán không chạy lắm Và tôi xem xét kỹ giao cho một nhà làm đại lý không tiện kính cướp lời phải ngài nghĩ đúng để cho một nhà làm đại lý họ cậy quyền bán có khi hàng mình không chạy và còn điều này nhiều khi ở các tỉnh nhỏ họ hay xích mích nhau kiều ngạo không chịu mua lại hàng như thế mình cũng thiệt tôi cho có cách đến từng cửa hàng một bán là chạy họ bán chạy rồi tự khắc hiệu nào to trong tỉnh phải lên điều đình với mình mua buôn khi ấy không sợ gì họ dìm hàng mình Hoặc mua về bán quá giá Chủ nhân bắt ngay Vâng Vì thế tôi ủy thác ngài việc bán từng nhà ấy Tôi sẽ tính giá riêng Để ngài có đủ hoa hồng làm tiền lộ phí Và cứ một nghìn hàng Tôi lại chịu cho ngài một trăm nữa Để ngài hết lòng quảng cáo hộ Kính đẩy địa chén ra một phía trước mặt Lấy tay nguệch xuống bàn Tôi xin thế này Để ngài rõ tôi làm việc với ngài là làm lâu dài Ngài có thứ hàng gì cần cổ động cứ giao cho tôi Tôi tin tôi sẽ làm đến thành công mới thôi Chủ nhân hớn hở Đã biết tài làm việc của ngài Khi ngài cho tôi xem các giấy má hôm qua Và lại anh em ngài có lòng giúp tôi Còn gì bằng Ngòi bút mác xây tôi chuyến này nước mạ tốt hơn trước nhiều Ngài có nhiều mối bán được không phải ít Đến ngay như ra làm quảng cáo trên các báo Cũng bán được một nghìn hộp Hơn một nghìn cơ mà mỗi hộp một đồng hai bao nhiêu ngòi một trăm ngòi người ta bán ra bao nhiêu bán ra đồng rưỡi người mua từng hộp đem về bán hai đồng thế là hai xu một ngòi vâng thế cũng chẳng ăn thua gì bán hết một trăm ngòi bút mới được có năm hào vâng buôn bán cần đủ mặt hàng có thứ bán một trăm bạc chỉ được một đồng bạc lãi thì sao Ngoài bút nhà ta có tốt bằng bên Nam Ba không ạ? À? Kể thì cũng thế Có cái người ta ra trước nổi tiếng hơn Ấy, cái chỗ tốt của đủ dùng Người mua nhiều khi chẳng để ý đến đâu Cứ thấy thương hiệu quen là mua Hẳn là có tốt thế nào mới quen được chứ? Vâng, có tốt mới quen được chứ ạ à? Nhưng nhiều khi không tốt mấy Lúc người ta mua cũng vẫn phải mua Như cặp tóc bên ACI chẳng hạn Không phải tôi giảm pha đồng nghiệp đâu trông to bản vừa xấu vừa tốn tiền doãn và sơn không bền kính nhân cơ hội hỏi luôn sao thích ngài nhỉ sao cái paris mốt của tây bật nó kêu chan chát mà của mình chỉ dùng vài lượt là hết cả chặt ngay cứng đờ như xác chết à tại của tây họ làm bằng thép tốt bà của chúng ta bằng dây thép cán ra tốt thế nào bằng của họ doãn là phải nhất là những nhà không biết làm không uốn lưng tôm chỗ cuối cái cạp thì bao giờ nó phập nhiều được kinh chưa hiểu ngơ ngác chủ nhân bèn lấy cái cạp tóc ở gần bàn chỉ vào chỗ gần cuối đây ông xem mọi nhà chỗ này họ không uốn lưng tôm thành thử bật đằng đầu nó ít sức lò so nó không kêu đánh phật tức là sau này nó hay doãng. bên aci cũng không tránh được khuyết điểm này ấy chỉ có một ít thế thôi mà là cả bí quyết để thành công đấy Kinh sướng mê lên về chỗ học làm được ít bí mật nhà nghề Đáp lấy lệ Vâng, chính thế Không tin một tí là hỏng Và lại khơi ngòi Thế ra làm việc cũng khó lắm ạ Chủ nhân ngay tình Vâng, khó lắm Công nghệ chỉ sai nhau một tí là hỏng bét cả Như ngòi bút chẳng hạn Không biết dập khuôn thì không bao giờ ngòi ra cái đường chỉ có khít Mà đã không khít không tài nào dùng được Nhất là khuy bấm lại rất khó vô cùng Tôi phải đặt tại đây một ông chuyên môn ở Khâm Thiên mới được Cái nghề máy chỉ lệch một đường chỉ Là sai hàng dạm ngay Ngài định làm cả khuy bấm Vâng Tôi đã đặt hai cái máy ở Khâm Thiên mất nghìn bạc Chỉ tháng sau là mang về Tháng sau nữa là có hàng Tôi sẽ nhờ ông cổ động nhân thể Kính vơ vào ngay Vâng Ngài cứ tha hồ sản xuất Tôi sẽ xin hầu ngài Chủ nhân đứng dậy ra bàn giấy Làm đã nhận đưa cho Kính Kính làm bộ không nhận Thôi tôi đưa hầu ngài thế để cho tiện làm việc Ngài Hà Tất lại còn cho đã nhận Chủ nhân đây đẩy không nghe Chết Ngài phải cầm cho tôi mới được Làm bộ từ chối thêm một vài lần Cho nó cao giá con người Rút cục Kinh gấp cẩn thận đã nhận bỏ vào túi trong Khi từ giá Chủ nhân còn ân cần Mai ngài lại sớm Tôi cho đóng 200 gốt Để ngài bán loanh quanh mấy tỉnh gần đây kính nhảy bổ vào bàn giấy với câu nói như lệnh vỡ quân sư cao đoán thật trạch ngẩng lên thấy kính vội vàng ra khỏi ghế khi hai bàn tay quạp chặt nhau trạch hỏi ngay thế nào bác đoán xem trạch chỉ lên mặt kính cứ chồng bác hớn hở thế này ai chẳng biết là điềm lành kính reo đại lành là khác trạch mừng rỡ đưa mắt cho kính Trang hiểu nên im lặng Hai người vào nhà trong Trạch bảo thằng bếp đi mua chai whisky Rồi ghé sát tài kính Ta vào đây nói chuyện hơn Ngoài ấy Ngoài ấy có người làm không tiện Rồi họ tiết lộ cơ phong thì lôi thôi Kính đặt cặp Ném cho bạn một cái nhìn đó ngầm bảo Ba có ý lắm Thế nào Bác lại đằng ấy ra làm sao Được cả mọi việc Họ bằng lòng cho tôi đem cặp tóc đi bán ăn hoa hồng Trạch mỉm cười. Thế là đại sự của mình rồi. Để tôi cho làm ngay cặp tóc giả của nhà ta thay vào. Kế xua tay. Thấm gì? Còn biết được nhiều cái tốt bằng trăm. Bao nhiêu bí mật nghề nghiệp tôi đều có cả trong này. Vừa nói vừa vỗ vào ngực. Trạch hỏi một câu hỏi thán phục. Bác làm thế nào mà ghê thế? Kính nhăn mặt. Bí mật nghề nghiệp. Vâng, thì đã đành. Cả một nghệ thuật đấy bác ạ à. Cả một công phu nghiên cứu tâm lý đấy bác ạ à. Trạch trầm trồ Chứ gì Không phải là nhát quốc sắc Đời nào có khơi được mạch Rồi hất hàm Có phải không bác Kính sung sướng Cái sung sướng của kẻ làm công được việc cho chủ Tôi không dám khoe khoang Vì tay tôi chưa chắc ai đã làm cho lão ta bật nói Chính thế Thì tôi đã bảo chỉ có lão tướng Mới xuất trận được phen này kính phòng mũi Chàng uống xong cốc nước chi, Giọng sạc Bác cho xuống giường Gọi cái mão lên đây Tôi bảo y cái này Trạch đưa mắt hỏi ý Kính gạt ngay Bác cứ cho đi gọi Rồi sẽ biết Khi cai mão đến Kính giở cặp lấy ra hai cặp tóc Một cái của ACI Một cái của Tân Phương Đưa cái của ACI kính bảo Bác xem có phải cái này bật nó ít xúc lò xo so không cài mão bật bật cái cặp tóc rồi đáp vâng quả có thế kính hỏi sao nó lại yếu thế thưa ông vì làm bằng dây thép sức nó chỉ được có thế kính lắc đầu không phải rồi đưa cái của Tân phương đây bác xem sao họ cũng làm bằng dây thép như mình mà tốt thế cài mão bật bật tiếng cặp tóc kêu kèn két kính ảo à một cái rồi đứng dậy Sao họ lại tốt thế? Cai Mão đứng ngay dâu, không biết trả lời thế nào. Kinh Đắc Chí cười. Đây nhé, kỹ sư Mỹ bảo cho lần sau mà làm nhé. Nói xong, Kinh lấy tay uốn lưng tôm vào cái cạp tóc, nắn đi nắn lại vài lượt, rồi đưa cho Cai Mão. Giờ thử bật xem, nó có khác trước không? Cai Mão cầm bật, bật cười. Ông làm thế nào mà tài thế? Kinh vênh váo. Tôi không làm nghề Lại biết tin tưởng hơn bác Bác để nó đuỗn ra như thế Sức bật của nó không mạnh Uống nó cong đi một tí Rồi lại uống trả lại một ít là nó có sức ngay Tôi xem sách các kỹ sư các nước Nên mới biết đấy Rồi kính làm ra bộ quan trọng Cai máu nhìn chàng khiếp phục Trạch hài lòng về kính khéo bịp cai máu Như thế cai máu sẽ không bắt chẹt được chàng Luôn thể chàng tú cho mấy câu nữa ông kính đây sành sỏi lắm máy móc là ông biết cả cái gì ông cũng biết chính ông hôm nọ bảo tôi lấy nước sài trộn vào bùn làm sút nước ăn ra đấy cai mão ngó trông kính kính càng làm ra dáng thành thạo tôi trước ở bên pháp mấy năm có học về máy và khoa học cho nên những cái ấy là tôi biết cả cai mão đi khỏi kính vội nói ngay ấy cũng phải cho họ biết một tí để họ được bắt chẹt mình không họ tưởng mình ngu ngờ Họ giở chứng nọ tật kia Chạch bắt tay chàng Đúng thế Cầm đầu họ cần phải linh lợi thế Không biết đường đàn áp họ Sẽ bị họ đàn áp lại Tôi chúa sợ những người chỉ đứng chết Ở cái bực đạo đức Rồi chỉ trích những người xung quanh Ở đời này có kinh phải có quyền Không thể nhu cũng không thể cương Việc đời biến hóa thiên hình vạn trạng Không thể cứ thế này hay thế kia Gặp lúc đánh phải đánh Đừng bảo đánh là ác Gặp lúc xin phải xin Đừng bảo xin là hèn Cũng như nhà có nhiều con gái Đứa các đứa thách Đứa nào cũng các mang tiếng bị đào mỏ Đứa nào cũng thách Ai người ta khiêng đi cho Cứ là tùy nghi Lý thuyết ấy tất nhiên được kính tán thành Như cái kim bám chặt lấy đá nam châm Kính bắt chạm ngay Đúng như bác nói Ở đời không nên câu nệ quá Không nên câu nệ quá Những kẻ chỉ thờ đầu con bò vàng Apis đã vin vào câu ấy để có thể mới mặt, làm những việc tán tận lương tâm. Trạch cười nụ cười chi kỷ. Tôi với bác đồng lao cộng tác với nhau, hẳn phải thành công, vì chúng ta cùng hiểu đời như nhau. Kinh nhũn nhạn nghe lời khen của Trạch, chàng đáp xuôi. Tôi thì sâu xa thế nào được như bác, nhưng gần bác mãi, rồi cũng vỡ ra. Tôi mong bác sẽ chỉ bảo cho tôi những chỗ nào tôi còn u minh. Trạch đỡ bạn bác thấy là quan xuyến lắm rồi hỏi tiếp bao giờ bác định bán hàng cho bên kia mai thôi mai tôi lại lấy hàng rồi dần ra bác cứ cho làm hàng thay đi khi trạch rót thêm vít cho kính chàng lại bốc lòng còn khối thứ làm bác ạ tôi cũng đang nghĩ Trở ra thứ gì kính tôi đã nghĩ giúp bác rồi thứ này thông dụng lắm phải biết chỉ một năm kinh doanh có bạc vạn ngay gì thế bác có khó không khó thì ở đời ai làm được mà dễ thì ai chẳng làm rồi còn đâu đến mình khó dễ ở mình cả nhưng gì mới được chứ nói ra tất bác phải sung sướng lắm bác phải thưởng cho một chầu hát ở nhà danh ca nào thì tôi mới nói trạch vội vàng được được ngay tới nay này nhà liên nhà hảo chi tuyết Bình này, danh ca best quality nhé Cứ nói đâu có đó Rồi nói đùa rất thân mật Bác muốn rời thì tôi chịu Còn các thứ danh ca tài sắc Ở cái nước Hà Nội Thì đâu cũng được cả Hay muốn nghe cho ra nghe Thì xuống bà tám, Thật là mẹ những ca nhi son trẻ nhé Kính cười Nói thế thôi Đang lúc làm việc Bê tha làm gì đến những nơi chết người ấy Đây này Tôi nói để bác liệu tính toán công việc Huy bấm hiện đang khan Bác cho làm đi Một sức mạnh không biết từ đâu Làm bật chạy khỏi ghế Cảm ơn bác May, thật là may Tôi tin chắc làm Huy bấm thế nào cũng ăn Cái đó đã hẳn Không tôi đã chẳng nói với bác Bỗng chạy tiêu nhiều Nhưng biết máy móc ra làm sao Kính cười vang Cái ấy mới lại càng không khó không khó. Kinh ôn tồn. Vâng, chẳng khó tí nào thì đúng hơn. Tôi đã có chỗ đặt. Chắc chứ bác. Cái đó đã hẳn. Bác cứ chủ tính nghìn bạc hai cái máy. Tôi sẽ đưa bác đến tận nơi. Kinh nhét điều thuốc vào bót. Ấy, cũng phải làm ngay. Không nữa bên Tân Phương họ lấy máy về. Họ làm thốc tháo bán kín mọi nơi. Mình có làm cũng không kịp. xả bác biên họ lấy máy về? Họ đặt ở đâu? Ở Khâm Thiên Và chỉ nửa tháng nữa là xong Suy nghĩ một lát Trạch đứng dậy về phía két mở Rồi cùi đếm đếm tập bạc Chàng quay ra bảo kính Thôi được rồi Ngay ngày mai Bác đưa tôi đến Khâm Thiên Tôi khác có cách mua trôi hai cái máy đang làm dở Kính ngạc nhiên Có thì phải đặt Họ đang làm cho nhà kia Đời nào họ bán cho mình Trạch cười ấy thế mà tôi có cách mua được đấy Bác cứ tin như thế nào Hai hôm sau Kinh đưa Trạch đến nhà ông Bân ở Hâm Thiên Khi nghe nói khách ngỏ ý muốn đặt máy làm khuy bấm Ông Bân chỉ hai cái máy nói ngay Tôi đang làm dở hai cái máy này Chừng nửa tháng nữa mới xong Hôm qua ông Tân Phương cũng lại dục Vậy tôi chưa thể nhận làm cho ông được Trạch đáp một cách dễ dãi Cái đó hề gì Ông cứ nhận tiền Rồi bao giờ xong thì xong Việc buôn bán hàng đời Có phải một lúc đâu mà vội vàng Rồi chàng nhất định ép ông Bân phải nhận nghìn bạc đạt Ông cứ cầm tiền cho tôi khỏi thắc mắc Còn bao giờ xong thì xong Miễn ông nhận lời làm cho Ông nhận cho tôi yên tâm về mua các vật liệu Chủ nhân từ chối Nhưng thấy khách nhất định cứ để tiền ở bàn Không chịu lấy về Đành phải nhận Ông cứ biên cho đến 15 tây này thì xong để tôi dễ lấy tiền đặt của sở MIC Chủ nhân ngừng hỏi Nhưng 15 tây này tôi đã làm được đâu Isa cũng phải 15 tây tháng sau mới xong được Trạch niềm nở À là ông cứ biên cho như thế Còn bao giờ xong thì xong Cái ấy có sao Ông biên giúp cho Để tôi lại MIC Tôi nhận con mang trước đi Và nhân thể lấy tiền đặt hàng Rồi làm bộ chi kỷ Ông còn lạ gì Cái nghề buôn bán đồng tiền bao nhiêu chẳng thiếu Lấy được ớt van trước Tôi mua vật liệu cũng đỡ đắt Và lại cái sự máy xong hay chưa xong có hề gì Chả nhẽ kiện ông à Tòa nào người ta xử những việc ấy Về lại chỗ người nhớn Và vỗ vỗ vai chủ nhân Gớm Tiền sinh cẩn thận quá Thái độ dễ dãi của trạch đã đưa chủ nhân vào chồng. Đúng ngày 15 trạch hớt hơ hớt hải lại Nói với chủ nhân Hỏng, hỏng rồi ông ạ à. Thế này thì thật dày già dà quá Tôi không ngờ nhà MIC họ cay nghiệt họ kiện tôi Về tội sai hẹn ngày giao hàng Vì tôi hẹn họ đến hôm nay Họ đến lấy mẫu không thấy máy Họ dọa nếu không ly vào kịp hàng mồng một sau Họ sẽ kiện đòi bồi thương Và hạ giọng năn nỉ Thôi Ông làm ơn giúp cho tôi đôi máy của ông Tân Phương vậy Ông bân giấy này. Chết, không được. Ông ấy đặt tôi hơn một tháng nay. Làm thế, thế nào được? Trạch làm bộ lo lắng. Nếu ông không giúp tôi, họ kiện tôi biết nói thế nào? Chủ nhân chưa nghĩ ra dụng ý của Trạch vẫn thẳng thắn. Mặc họ chứ. Mình chưa có máy thì đã làm gì có hàng. Vì thế họ mới kiện tôi. Kiện thì làm gì? Trạch lại làm bộ sợ hãi. Họ kiện thì mất nghiệp Và rồi mất tín nhiệm Còn làm ăn gì được nữa Rồi lại nằn nì Thôi ông thương tôi Giúp tôi đổi máy tôi làm cho kịp Không chết với người ta Chủ nhân nhất định từ chối Ông có cho tôi vạn bạc Tôi cũng chẳng thể sai nhời với ông Tân Phương được Chỗ người nhớn với nhau Bây giờ trạch mới thỏ đuôi Nhưng nếu họ kiện tôi thì chịu chứ làm thế nào Chịu mà xong Ai trả chịu Phải bồi thường bạc nghìn Đăng lên các tờ báo trong tỉnh bản án bồi thường thì tôi chết Các bạn hàng còn ai tin tôi nữa Như thế tôi còn làm ăn với ai Chủ nhân vẫn chưa hiểu Còn ái ngại cho khách Ông chịu khó nói May người ta không nỡ Chết Sao ông lại bảo họ không nỡ buôn bán có giấy má Cứ giấy má làm bằng chứ lì Mình sai hẹn Người ta có quyền kiện mình. Chủ nhân vẫn chưa hiểu thủ đoạn của trạch. Trạch tấn công. Nếu ông không thương, tôi đành phải nói với người ta là vì ông không làm kịp máy. Chủ nhân ngạc nhiên. Ông mới đạt tôi làm thế nào xong được. Và lại tôi chẳng bảo ông hôm trước là gì. Vẫn hay thế. Nhưng chẳng nhẽ tôi chịu chết à? Tôi cũng phải tìm cớ cho nhẹ tội đi chứ. Tôi cứ dở tờ giấy ông làm với tôi cho họ xem. Chủ nhân bấy giờ mới giật mình Thầy nghĩa là ông đổ tại tôi chứ gì Ông kiện tôi chứ gì Trạch lại làm bộ nhăn nhó Khổ lắm Tôi nào muốn thế Ông mà thương tôi Việc gì đến nỗi tôi phải đổ cho người nọ người kia Chẳng nhẽ trước mặt tòa án Tôi ì mà ra Mà ỉ ra cũng chẳng được Rồi lại nằn nì Thôi thì ông thương tôi vậy Ông Tân Phương lấy sau 15 hôm thì đã làm sao? Chủ nhân vẫn một mực từ chối Không thể được ông ạ à. Chỗ người nhớn với nhau Tôi đã hẹn với ông Tân Phương rồi Chỉ ngày mai là tôi giao máy giả đây thôi Trạch Hoàng Trang đành nói bung ra Nếu thế tôi đành chịu lỗi cùng ông Tôi bước chân ở đây ra Là lại ngay thầy kiện để nhờ bênh vực Tôi sẽ nói là vì ông sai hẹn Nên sợ em ở y xây kiện tôi Như thế tất nhiên thầy kiện của tôi Sẽ bắt tôi kiện ông Lúc ấy dù tôi không muốn cũng không có cách nào khác Xin ông hiểu thế cho Chủ nhân vẫn không nghe Nhưng hôm sau được mời đến phòng luật sư để nghe tin bị kiện Chủ nhân mới rụng rời Thế là hai cái máy của nhà Tân Phương đặt về tay Trạch Trạch ngồi vò đầu ở bàn giấy Tay gạch những đường ngang dọc rắn giỏi xuống cái tỉ tay Chàng đang nghĩ cách lọt vào nhà OBI Để bán tranh khuy bấm của Tân Phương Kính vừa xuống xe còn giả tiền thì trạch ngừng trông thấy chàng lừ đừ đi ra và khi bắt tay kính xong trạch nói trong hơi thở thế nào khó lắm phải không khéo không chúng mình nguy mất kính cũng lắc đầu chán nản xem chừng cũng không dễ hình như nhà obi quý tân phương lắm thì phải sao bác biết trả quý mà lão chủ lại nhờ tân phương cung cấp cho năm tạ hạt tiêu để bán lẻ mà tân phương thì y cung cấp hạt tiêu bao giờ trạch để một ngón tay lên cằm tư lự cung cấp hạt tiêu à sao lại thế chắc là chỗ thân tình nên nhân thể lão chủ nó nhờ mua chứ gì đã cung cấp chưa chưa tân phương mới nói với tôi vừa rồi y bảo vài hôm đem lại cũng được nghĩ một lát bỗng mắt long lanh nắm chặt cánh tay kính được rồi thế nào chúng ta cũng thành công. Khá rồi, rời thương chúng ta rồi. Kính vừa tan hỏi, chạy gạt ngay. Bác đi ngay tìm cho tôi một người nào bác quen mà nghèo lại đây. Tôi cho y trăm bạc tiêu. Kính lại định hỏi, chạy lại giơ tay ngăn. Bất cứ người nào cũng được, miễn nhanh nhẹn một tị, thế thôi. Một giờ sau, Kính đem một anh chàng thất nghiệp lại. Bác Phú, người làng tôi, trước làm ở hòn gai trạch nói ngay tôi cho bác việc này bác làm chỉ trong hai hôm có trăm bạc nhưng bác phải giữ kín không được cho ai biết là tôi giúp bác bác nghe chưa phú gật đầu lễ phép vâng bác lại ngay nhà ông tân phương số nhà hàng gà hỏi ông ta có mua hạt tiêu thì bán nếu ông ta có hỏi sao lại biết ông ta cần thì nói có người nhà làm ở obi mách bác nhớ chưa phú gật đầu trạch hỏi lại làm ở đâu mách bác nhớ chưa nào ở obi tốt rồi còn ông tân phương muốn giả bao nhiêu một tạ cũng bán nghe không ngày kia bác lại đây xe hạt tiêu lại lấy tiền về tôi sẽ hoa hồng cho trăm bạc cây tiếng trăm bạc rơi tóm vào lòng phú làm loang ra cả một vùng hy vọng y há hốc mồm ông có hạt tiêu ạ à? có tôi có Người ta bằng lòng mua của bác Bác về đây thì xếp cho Nhà OBI được bức thư của khách hàng trách Về sự bán hạt tiêu xả Liền cho mời Tân Phương lại Thôi chết rồi Cái thằng hôm nọ nó làm hạt tiêu xả Bán cho mình để mình cung cấp cho sở Ông Tân Phương mặt dầu dầu Nói với viên quản lý Tôi thật vì vô ý Không phải dám làm thế này Viên quản lý gắt om Ông vô ý hay chủ tâm lừa chúng tôi thì cũng thế có khác gì? Khách hàng mua về dùng người ta la ó. Thế ngộ người ta đang báo rêu dao chúng tôi thì sao? Từ hôm nọ đến hôm nay, bán lẻ cho hàng trăm người rồi. Mày lại mới có một người mua nhầm, họ viết thư trách móc. Rồi còn nhiều, nhiều lắm. Ông Tân Phương cắt không còn hụt máu. Tôi thật không ngờ. Viên quản lý bĩu môi. Chính tôi đây cũng không ngờ ông lại có thể điên đảo như thế. Đáng lẽ tôi báo sở bắt ông rồi. Xong nghĩ tình thương ông Nhưng ông phải làm giấy cam đoan chịu trách nhiệm về sự vệ sinh của nó Ai người ta ăn người ta chết là tại ông Ông Tân Phương viết xong tờ cam đoan Thì viên tranh kế toán bình đi qua Y vỗ vai ông Tân Phương hỏi À thế nào người anh em Sao lại lấy hồ dạo hương tẩm hạt tiêu bán cho hãng thế Còn làm việc lâu dài Sao lại điên đảo thế Không có thì thôi Lờ lãi gì mà làm thế Mất cả tín nhiệm Ông Tân Phương ngay dâu Ông có ngờ đâu chính trạch đã hại ông Sai làm nam tạ hột dạ hương Xã hạt Tiêu thật Cho nhỏ lấy rượu đổ vào ngâm Mai tẩm đem bán Hắc lè cứ tít mù Trạch sở dĩ hại ông Là để nhà OBI ghét ông Và để chàng sẽ luồn lọt vào OBI Bán khuy bấm Quả nhiên nhà OBI không đặt hàng khuy bấm Của Tân Phương nữa Quả nhiên trạch đưa mẫu khuy lại được ngay Chàng đã thành công trên máu nước mắt. 20 năm sau, Trạch đã đi con đường của những tay đại gian ác để có thể nằm trên sập vàng. Chàng phạm đủ mọi gian trá, lừa đủ hạng người. Thân ai bằng phấn, chàng cũng tiền gửi mất thương hiệu Brilantin, nến và bắt trước làm nghiến ngay đế giày. Nghèo ai bằng anh thợ sơn làm cho chàng được một tháng. Chàng chờ lúc gần phải trả tiền, liền cho người ấy một vố mất cả tiền công, còn phải lại như thế sao? Cai ái được chàng giao cho trông nhà, lại đi ăn cắp sơn của chàng bán cho thằng bé lấy hai đồng bạc. Thằng bé này do chàng sai. Khi thằng bé ra khỏi là chàng dớ lấy, thế là cai ái phạm tội ăn cắp. Đã ăn cắp, đáng nhẽ phải ngồi tù, xong tốt lại nên được tha. Thế là cai ái mất không cả chỗ công ngót tháng rời. Nhiều, nhiều lắm. Một khi chàng đã đặt trong đầu hai chữ phải giàu thì thôi Còn có gian ác nào quá cho chàng Tỉnh Hà Nội khét tiếng hàn trạch Khét tiếng ở chỗ gian hùng Cu xe thấy chàng cũng phải tránh mặt Nghĩa là bất cứ ai Đã giao thiệp với chàng cũng phải lắc đầu lè lưỡi Sớm muộn thế nào cũng bị chàng chơi cho những vố sâu cay Bị lừa mà vẫn cắm tâm không kêu vào đâu được Sau 20 năm vật lộn với đồng tiền Chàng đã chiếm được 30 vạn bạc và cái danh ông Hàn và một bà vợ con một nhà tổng đại lý cho chàng. 20 năm lăn theo đồng tiền để có vài chục vạn. Một cái danh ông Hàn, Trạch đã phải nhắm mắt nín thở, bóp chết lương tâm. Ngôi nhà kiểu tối tân ở Hà Lai chàng mới tậu là nơi ở cuối cùng của gia đình chàng. Sử, người con gái riêng của chàng, người đã ngoài 30. 30 tuổi qua ba bốn đời chồng cái tiếng sử giải dai cả con trai Hà Nội đều biết. Sử mê cả từ kép hát mê đi. Nghĩa là nàng là con thiêu thân của đủ các cuộc chơi. Nó làm cho kẻ lăn vào khi ra sẽ chơi như rộng, chơi cả túi, chơi chơi cả lòng, chơi cả xác. Trong khi trành mài làm giàu, thì Sửu đứa con riêng của chàng không được dạy dỗ đã quá hư hỏng. Lại còn cai cực nữa là người vợ của chàng đã hợp hình với chàng cả một thời xuân. Là con một nhà giàu ước vạn, Ngọc bị mẹ ép lấy trạch. Từ khi trạch đào được mỏ, thì mặt chàng cũng là cái mỏ để vợ đào lại. Một bên được tiền, một bên được nói cho sướng mồm. Trạch biết vợ cậy có tiền, khinh thị mình, nhưng biết mà vẫn chịu cắn răng. Gia đình trạch là cả một đống xác. Hữu con dài trạch năm nay cũng đã hai mươi và tuyên con gái yêu của chàng vừa vặn 18 tám. Luôn luôn có sự xích mích, cãi lộn giữa sử và mẹ kế và các em hữu một cái tên đặc biệt của khiêu vũ cung điện của ngã tư vạn thái quần ngựa hữu cả hà nội biết biết ở cái ăn chơi mất dậy biết ở cái chỗ tiêu tiền như xác còn tuyên nàng là cái đanh của các cuộc đàn địch túi tiền của mọi cậu sinh trai mà nàng yêu và hoa khôi các cuộc chợ phiên cái đống xác ấy đã trùm trên gia đình hàn trạch đồng tiền đồng tiền đồng tiền có phải mày báo oán kẻ đã làm cho nhơ nhuốc Đã làm cho mày bị phỉ nhổ Sử vênh váo Ném cái xác xuống bàn Chõ vào tận mặt bà Hàn Dì không được cho thuê cái vali ở sầm sơn nữa Dì để cho tôi ở mùa này Bà Hàn mặt tím bầm Ô hay Cái cô này ăn nói mới hỗn hào chứ Sao tôi lại không được cho thuê Nhà của tôi mà cô lại bắt bí tôi à Cười nhạt tôi cứ cho thuê. Cô đã làm gì nổi tôi? Cô cứ về toan hót với bố cô. Tôi không sợ. Sửu nghe nói chạm đến cha trồm lên. Này, tôi bảo thật cho dì biết. Dì đừng có hàm hồ mà không xong. Tôi không nể nữa đâu. Bà Hàn không kém sấn sổ. Không nể thì cô làm gì tôi? Cô ăn thịt tôi chắc. Sửu cáo tiết vạc ngay. Chẳng ai ăn thịt được ai. Cứ phải thì thôi, villa của thầy tôi, tôi ở. Gì cấm thế nào được tôi? Thì tôi nào cấm cô? Ở cũng ở một cái thôi chứ. Sử mặt chua như sấm. Tôi không ở chung với chúng nó được. Sao cô lại không ở chung với chúng nó? Chúng nó hủi à? Không hủi, nhưng nhiều người ra vào đùa nghịch, tôi không chịu được. Trông chướng mắt lắm. Câu nói ấy đủ cho bà Hàn hiểu con riêng chồng muốn vạch cái chỗ dài trên gái dưới của các con mình Bà hầm hầm Cô không ở được thì thôi Không có thói phép nhà ai Ba người ở hai cái villa Ai có của thừa mà phí thế Có phải biết mỗi tháng tôi cho thuê được 400 rưỡi Vụ hè này ít ra cũng được trên nghìn bạc Để mình cô ở nó phí đi Quay ngoắt mắt Sử bữu môi Gì nói thế mà nghe được Tôi ở nghỉ mát gì bảo phí Thế gì ra hầu bóng mất 3-4 nghìn ba có phí không? Cho cung văn hàng trăm có phí không? Cái án cung văn như một cái tát đập vào mặt bà. Bà điên tiết. Này, tôi bảo cô câm họng đi. Đừng có dở trò khỉ. Không sợ đâu. Sử xài ra to. Sợ? Ai sợ ai? Tiền của là tiền của chung. Ai cũng có quyền tiêu. Thằng Hữu, con Tuyên, nó còn tiền gấp trăm tôi sao gì không cấm chúng nó hay tại chúng nó là con gì còn tôi là người dưng nước lá đứa nào tôi cũng cấm làm gì tôi thì làm sử hùng hồ đứa nào là ai ở đây bà hàn không chịu nổi bật ra là may như bị nắm vào xương khu sử dẫy đành đạch à mày muốn ức hiếp tao mày muốn ăn không ăn hỏng tiền của cha tao rồi bù lu bù loa Ôi tiên hạ hàng xứ ơi! Nó cậy nó tay chùm chìa khóa nó lăng loàn! Vừa lúc ấy Hàn Trạch ở đâu dẫn vào, thấy vợ và con riêng sâu xé nhau. Hàn Trạch đứng yên như người chết đứng. Và cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Trạch được chứng kiến tấn tưởng hỗn độn này. Bà Hàn thấy chồng về chu chéo. Ông có về mà bảo cái con khốn nạn không? Nó lại hỗn với tôi à? Sử trồm lên. Đây chẳng việc gì phải hỗn với đứa nào. Hàn Trạch quát to. Yên nào, cái gì mà ở Mỹ lên thế? Không sợ người ngoài người ta chửi cho? Đầu đuôi làm sao? Trời ơi, một người cha trong gia đình mà đã phải hỏi con đầu đuôi làm sao thì cái gia đình ấy cũng gần sụp rồi. Làm sao? Chẳng làm sao cả. Chỉ tại cái nóc đã rột nên trên tấm phản có vũng nước. Thế thôi. Thế là vợ bô bô kể, con bô bô kể. Mỗi người nói một đằng cãi một lý Rút cục Hàn trạch lại cũng vẫn như mọi lần Ngã phịch xuống ghế Thở dốc phều vào Thôi tôi xin các người Đừng làm khổ tôi nữa Bao nhiêu sinh lực Hàn trạch đã bị các mưu tan gian trá Lúc trẻ rút hết Ông không còn đủ sức để điều khiển gia đình Cái tin tuyên bỏ nhà đi Làm cho ông chết giấc Ông nằm dài trên cái sập bằng gỗ lúp cạnh cái bàn đèn đối diện với tên bồi tiêm gầy như que củi. Ông hút, hút để quên nỗi khổ của một người chồng có vợ hư, có con mất dậy. Mỗi khi ông với tay nắm dọc tàu, giít một hơi xong, là ông hơi hé mắt nhìn tên bồi. Tên bồi, thủ túc của ông đã ngót mười năm nay, biết ý chủ cũng thở dài theo. Bác quân! Dạ! Bác nghe người ta đồn thế nào? Thưa ông con thấy người ta đồn, Cô Tuyên đi theo cái thằng đeo cái đồng hồ tay to bằng cái chén tống và hình như đi vào Sài Gòn. Có chắc không? Ai nói với bác thế? Con thấy bạn cậu Hữu đến chơi đây nói với nhau thế. Bạn thằng Hữu? Vâng. Ông Hàn thở đánh vào. Ông lại chỉ tay vào khay đèn, bồi quân lại tiêm, ông lại hút. Cánh cửa bị xô đánh thình. Bà Hàn vào với bộ mặt kẻ đi đánh ghen, Bà sầm sầm lại cạnh ông Thế bây giờ ông đã biết ông giết con tôi chưa Chúng nó bằng lòng nhau Ông không cho nó lấy nhau Bây giờ nó bỏ nhà nó đi Rồi bà khóc nức nở Ông Hàn lòng đau như cắt Nằm co quắp Vẫn hút Để cho vợ khóc chán Ông mới thủ thì Bà để yên tôi hỏi Con là con chung Bà khổ thì tôi sướng à Nghe đến câu con chung bà lại rồ lên À, con chung thì mới không ai thương nó, chứ còn riêng thì đã có người vô lấy rồi. Bà Hàn ngầm nói xử, ông Hàn giơ tay. Bà đừng làm tôi dối ruột, để tôi liệu. Bà Hàn ngồi xuống sập gân mặt. Nào, thế ông liệu thế nào? Ông Hàn chỉ cái điếu, bồi quân vội nhồm dậy, thông và cho thuốc vào nó. Chịa cái xe trúc sang ông. Ông Hàn ngừng cổ, vít xe rít một hơi. Ông xúc miệng một chai nước sâm nhị hồng rồi đàng hắng. Thế nó đi theo đến nào? Bà Hàn lườm chồng. Sao trước ông không hỏi? Sao trước hệ nói đến là ông rít lên? Ông Hàn nhăn nhó. Hơi một tỷ bà lại cứ nói trước. Nếu biết trước còn nói chuyện gì nữa? Chẳng qua ở đời. Lúc biến thì phải xử biến. Ai lại còn mong có biến mà xử? Bà Hàn đã tràn ngấy cái lối lý sự cuồn của ông Mặt chua như giấm. "Thôi, ông nói ít chứ. Tôi chỉ hỏi ông, ông có bằng lòng cho chúng nó về không? Để tôi cho người đi tìm chúng nó." Ông Hàn cười nụ cười nhạt phèo. "Chuyện, còn lại chẳng muốn cho nó về thì muốn cho nó chết đường chết chợ à?" "Ấy, ông chỉ nghĩ cho chín. Bây giờ cho chúng nó về tất nhiên phải cho chúng nó lấy nhau để rửa mặt cho mình." Ông Hàn gật gật. "Được." Muốn thế nào cũng được Mà tôi nói để ông biết Thằng kia nó chẳng có gì đâu Nó là chân học trò Nó không có của chim của nổi gì đâu Cậu ấy bà Hàn nói với một cái nhìn ghét mặt Đủ để mỉa mai cái sự hệ tính việc là tính đến lợi của ông Ông Hàn cười nhạt Con mình hư thì phải chịu Nó không có thì mình cho nó Cần gì? Tiền của để làm gì? Bà Hàn bĩu môi Ông lúc nào cũng nói như vãi của ra Nhưng lúc xử sự lại quá quát lắm Giá dạo trước ông nghe tôi Thì việc gì đến nỗi con phải đi Ông Hàn gạt phát Không nói lời thôi nữa Bà cứ cho gại thằng Hữu lên đây Tôi hỏi xem em nó ở đâu Bà Hàn chép miệng Thằng Hữu thì có rời tìm bây giờ Ông Hàn lại nhằn nhó Thế thì làm thế nào Rồi ông lại hỏi luôn Thằng Hữu đi từ bao giờ Hàng tháng nay Nó có bén mảng về lần nào đâu Từ hôm nó vỡ được chỗ vòng hột của tôi Là nó có dám về nữa đâu Ông Hàn lắc đầu một cách khổ não Được mấy đứa con Đứa nào cũng không ra gì Đời tôi không ngờ lại khổ thế này Bà Hàn bĩu um môi Chúng nó hư là tại ông Ông còn nói gì nữa Ông Hàn không chịu nổi gắt. Tôi đã bảo bà đừng có nói lôi thôi nữa mà lại. Bà Hàn nín thít không phải vì sợ ông, nhưng muốn chồng nghĩ đến cách ổn thỏa cho con gái yêu của bà. Ông Hàn Buông Tàu hỏi Bùi Quân. "Bà có chắc chúng nó vào Sài Gòn?" "Vâng, con thấy bạn cậu Hữu nói thế." Trầm ngâm một lúc ông hỏi, "Bà có biết cậu Hữu hay chơi ở đâu không?" "Thưa ông, cậu ấy chơi thì thiếu gì chỗ." "Con nghe đâu cậu ấy nhân tình với con gái một chủ nhà hát ở Khâm Thiên." Ông Hàn rút cái ví Để dưới cái đệm lấy tờ giấy 5 đồng ném cho quân Bác phải đi tìm ngay nó về cho tôi Làm thế nào tìm được thì làm Bảo nó về ngay tôi có việc cần sai nó Bồi quân bật dậy như con bất đào Cầm tờ giấy 5 đồng Rồi với cái áo thâm dài Ông Hàn dặn y Bác nhớ bảo nó tôi không làm gì nó đâu Mẹ nó cũng không nói gì nó đâu Nó cứ về Quân vâng dạ rồi đi Bà Hàn thấy chồng săn sóc đến việc con gái Mặt đã tươi dần Bà xà vào cạnh chồng nhỏ nhẹ Thôi ông ạ à, Cho chúng nó về Lò liệu cho chúng nó Chọt đi như thế làm thế nào Chả nhẽ bỏ con à Ông Hàn chỉ thở dài Thói quen của ông mỗi khi cần giải quyết những vấn đề gia đình Con hổ bị điện rúm gió cũng chỉ rúm gió đến như ông là cùng Có tiếng gõ cửa Rồi cánh cửa bị đầy Sử lù lù ở đâu tiến vào Nàng chẳng chào bà Hàn Cứ lửng lửng lại ngồi ghế Bà Hàn đánh vắt một cái đi xa Sử nhìn theo bà với một cái lườm Ông Hàn bảo con Cô vừa vừa chứ Đừng có làm quá Mẹ con mà như quân hàn quân thù Ông Hàn sở dĩ dám dùng tiếng mẹ con Để ghép con gái với bà Hàn Là vì ông mới có ơn với Sửu Ông vừa cho Sửu 500 bạc để ra ở riêng ở riêng nghĩa là thỉnh thoảng Giam ba tháng cũng có Một năm cũng có Sử lại dẫn một người về nhận ba ba con con với ông Hàn Thế nào Chồng con nó có làm ăn gì không Sửu hí hửng. Sắp sửa đi chi huyện thầy ạ Ông Hàn ngách mặt để hỏi lại Sử đáp Sắp sửa đi chi huyện thầy ạ Ông Hàn cười nhạt Còn phải thương thầy Đừng lang băng quá thiên hạ người ta cười thầy sử bồ bồ con làm gì con làm gì mà thầy bảo người ta cười thầy rồi bỗng nàng nói như gắt thầy đừng có nghe bà ấy nói xấu con bà ấy có hay đã dạy được con không đến nỗi trăm lần bỏ nhà đi ông hàn trừng mắt sử im con thật không thương thầy tí nào cả rót một chén nước sử uống xong liền vào đề con xin thầy 500 để lo việc cho nhà con Ông Hàn giật nảy mình Thầy vừa mới cho con 500 chưa đầy một tháng Sử nàn nì Đấy là thầy cho để con ăn tiêu Còn bây giờ con xin để lo cho nhà con cơ mà Ông Hàn chép miệng Thầy làm gì ra mà con tiêu nhiều thế Lo, lo gì Phải thương thầy mới được chứ Sử chép miệng Thầy có thì chúng nó tiêu nhiều Chứ con xin được thầy bao nhiêu Thầy không nghe người ta kêu Thằng Hữu nó mê con đào hát nào Về cướp cả vòng hột của bà ấy kia kìa Tiền ấy cũng của thầy chứ của ai Ông Hàn sợ phải nghe con gái Lôi ra các thứ chuyện của dì ghè Của các em cùng cha khác mẹ Bèn lấp lỗ Thôi liệu mà tiêu ít chứ Thầy cho 200 đây này Ông rút ví lấy hai tờ giấy bạc ném ra sập Sử dỗi phụng phiểu Thầy cho con 200 con làm gì được Thôi thầy cầm lấy Thầy đã không thương con thì thôi Để cho thiên hạ họ bòn rút thì thầy băng lòng Ông Hàn sợ vợ lên rồi lại điều này tiếng khác Và nếu không cho Con ông sẽ gây sự với dì ghẻ Nên đành lấy ra 300 nữa Đây tôi cho Nhưng liệu mà tiêu Tôi thưởng có đâu mà cho mãi được Sửu gập năm tờ giấy bạc bỏ vào sắc Rồi qua loa vài câu nàng ra Quân lên tiệm chú quèo ở sầm công hỏi Chú quèo chỉ cái đồng hồ tay đều khai đèn Cậu ấy vay trăm bạc Để cái đồng hồ một tháng nay Có về qua đây đâu Nghe đầu hay hát ở khâm thiên cơ mà Cứ xuống đấy tìm thì thấy Quân lại xuống khâm thiên Y lần mò đến nhà đào Bích Thấy có người hỏi hữu Bích chối ngay Cậu ấy thỉnh thoảng mới đến đây Câu nói ấy không giấu được quân y bèn bảo ngay cậu ấy dặn tôi lại đây cơ mà tôi không tìm thấy cậu ấy thì lại nhỡ việc mất rồi cậu ấy lại kỳ kèo tôi thấy đào bích ngần ngừ quân tình ý tiếp luôn cậu ấy nhờ tôi lấy tiền hộ mà tôi thì mai phải về nam không gặp lại nhỡ cả đào bích nở một nụ cười ông nói thật hay nói bỡn thật đấy cô ạ à, cô làm ơn giúp cậu ấy đào bích hơi ngượng nghịu thế ông đợi tôi một lát tôi vào hỏi qua cậu ấy đã nhé vâng cô cứ nói hộ có bác quân lại tìm là cậu ấy hiểu ngay đào bích đi được vài phút thì trở lại vừa cười nàng vừa nói mời ông vào cậu ấy ở trên gác rồi bảo một người cô đầu đứng cạnh đấy chị hồng đưa ông khách lên gác anh hữu quân theo người cô đầu lên gác Hữu mặc chiếc áo chàng tắm đứng đợi ở cửa. Kìa bác quân, sao biết tôi ở đây? Quân cười để lộ hàm răng vàng khè. Hỏi thăm mà ai đây? Có việc gì cần không? Quân mỉm cười. Cũng cần. Hữu dắt quân vào buồng gọi bếp bảo lấy bàn đèn. Tại hút mấy điếu chơi đã, rồi chuyện gì hãng hay? Quân tiềm thuốc đưa mời Hữu. Cậu sơi sơ đi, hữu lấy tay xoa xoa dọc tàu lâu lắm mới lại hút với bác đây quân cười y tiêm thuốc cho hữu một chập sáu điếu thế nào ông cụ nhà tôi có biết chuyện tôi lấy đồ vàng của mẹ tôi không giọng lè nhè quân đáp biết cậu ạ chết thế thầy tôi có nói gì không không cậu ạ thế mẹ tôi cụ bà cũng chẳng nói gì thế ai bảo bác tìm tôi cụ ông có việc gì cụ ông sai tôi lại tìm cậu mời cậu về để cụ hỏi tin tức cô tuyên hữu bật lên như cái lò xo chàng giơ tay lên rời cái con khốn nạn ấy ai mà biết nó ở đâu cũng vì thế nên cụ bảo để cậu đi tìm cô tuyên hữu chỉ vào ngực tôi tôi ấy tôi đi tìm nó ấy không đời nào nhé Quân lại nói như nan nỉ Thì cậu cứ về cho cụ vui lòng một tị Không tìm thấy thì thôi Hữu mở hộp thuốc lá thơm quăng cho quân một điếu, rồi lấy cái bót dài hơn một gang tay đặt điếu thuốc, chĩa vào ngọn đèn lấy lửa. Thầy mẹ tôi chiều nó quá, để nó hư thân mất nết. Ai lại con nhà danh tiếng như thế, mới nứt mắt đã bỏ nhà ba bốn bận. Cái thằng hảo sưng ấy, tôi gặp thế nào tôi cũng cho mấy cái bạt tai đổ chúng nó là đồ khốn nạn vô liêm sỉ quân để hữu nói cho hà rồi y mới dố cậu cứ về một tỷ cho cụ ông vui lòng rồi không tìm thấy thì thôi chứ sao hữu lắc đầu lia lia tôi hơi đâu tôi biết chỗ chúng nó ở cũng không thèm tìm chứ đừng nói không biết quân vẫn kiên nhẫn thì cậu cũng nên nghĩ đến các cụ một chút cậu về qua xem ra làm sao hữu cười nhạt tôi xin thầy tôi vài nghìn bạc để mở chung nhà in với người anh em thầy tôi không cho bây giờ có việc còn sai tìm tôi làm gì quân vớ được chỗ yêu thích ngay à thế này may ra hay cơ đấy cậu cứ về trong lúc cụ ông buồn giàu. biết đâu cậu hỏi một câu cụ ông chả đưa cho cậu vài nghìn buôn bán hữu bĩu mồi đừng hòng ông cụ bỏ tiền ra nhé quân bịp ngay cậu đừng nói thế cậu vắng nhà Cụ ông vẫn nhắc đến cậu luôn Ông vẫn phàn nàn cậu còn ham chơi Chứ không cụ ông bỏ ra vài vạn Mở lo làm bát để cậu trông nom Hữu hỏi dịu lòng Ấy chỉ nói thế Dám rời tiền ra Quân đặt dọc tàu Làm bộ suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ Cậu cứ về nói thác là biết chỗ Cụ có nhờ cậu đi tìm Cũng phải đưa trăm bạc chứ Có phải lại được món tiêu không Hữu mắt sáng quắc Hơi tiền thổi qua đồng tử chàng. Ừ, cũng có lẽ. Thôi, tôi nghe bác. Nhân thể cũng gần hết tiền. Quân ngạc nhiên. Cậu gần hết tiền rồi à? Bác bảo làm gì chẳng hết. 700 bạc tiêu hàng tháng. Cậu tiêu ghê quá nhỉ? Đấy là phải dè sẻn đấy. Năm ngoái vớ được bọc tiền của bà cụ. Hơn 2.000 cũng chỉ tiêu ngắt hai tháng là ngoẻo. Cậu tiêu gì mà ghê thế? Hữu cười. Ở cái nhà này, mỗi ngày phải chi vài ba chục chữ ít à? Còn tiêu ngoài nữa chứ? Quân nói cái giọng thèm khát. Cậu tiêu một tháng bằng chúng tôi tiêu cả đời. Hữu chép miệng. Bác đừng tưởng tôi sung sướng đâu nhé. Muốn chết lắm đây. Hữu vào quân về vào lúc 10 giờ đêm. Ông Hàn thấy con chỉ lắc đầu thở dài. Quân vội vàng cởi áo, nằm ngay vào bàn đèn tiêm. Khói thuốc viện lại bay ra thơm ngào ngạt Ông Hàn kéo một chập mười điếu bằng quả táo Rồi mới cất giọng lè nhè Cậu đi đâu một tháng nay? Hữu gọi tay xuống bàn Con đã bảo với mẹ con là con chung phần mở nhà in với người bạn Ông Hàn thở nhẹ Mở nhà in ở Khâm Thiên có phải không? Hữu trôi bay biến, trang chỉ quân Thầy hỏi bác quân xem, Bác ấy gặp con ở đâu? Con vừa xe các tông qua hàng đào thì gặp bác ấy gọi con mới biết. Rồi hất hàm hỏi quân. Có phải không bác quân? Quân dừng tiêm. Vâng ạ. Hữu được thầy liến láu. Con đã bảo từ nay giờ đi. Con không chơi bời gì nữa thì thầy không tin. Và nói giọng đứng đắn. Còn tôi chí làm ăn rồi. Nói xong chàng móc túi lấy cái cát từ Visit đưa cho ông Hàn đây thầy xem, có phải con mở nhà in không? Hàng chữ giám đốc điều hành nhà in Bắc Kỳ làm cho ông Hàn nhìn con một cái nhìn ngờ vực. Tiền đâu cậu mở chung với người ta? Con xin thầy mẹ không cho. Con phải... của mẹ con chỗ đồ vàng. Ông Hàn ngồi nhổm dậy. Chẳng qua là cậu hư, nên tôi với mẹ cậu mới không tin cậu. Cậu thử làm ăn đứng đắn như người ta xem. Được, để hôm nào tôi dối tôi lại xem cậu làm ăn ra làm sao quả cậu biết tu tỉnh tôi sẽ cho cậu ít tiền để kinh doanh câu chuyện làm ăn hữu bị đặt ra đã vô tình gây nên một không khí lành mạnh cho gian buồng ông hàn kè nhè ừ cũng phải làm ăn thế nào chứ cứ lồng bồng mãi thiên hạ người ta cười cho thiên hạ bao giờ cũng thiên hạ thiên hạ cười cái cười của thiên hạ có nghĩa gì so với cái cười của tự lòng mình thầy cứ tin từ nay con không chơi bời lăng nhăng nữa còn chán lắm rồi con phải cố kinh doanh để sau này có tương lai lần đầu tiên ông Hàn được nghe con nói những lời đẹp đẽ như thế lần đầu tiên ông thấy con ông nói đến tương lai ông khẽ đưa mắt nhìn hữu để dò thực hư hữu đã khéo đóng kịch đến nỗi ông Hàn tưởng con tu tỉnh thật ông thở như người vừa đạt gánh nếu con nghĩ lại được thế thì thầy mừng lắm rồi ông hỏi luôn con có gặp con tuyên đâu không hữu đáp ngay thưa thầy có nó vừa gửi thư cho con ông hàn mừng rỡ, nó vừa gửi thư cho cậu vâng đâu đưa tôi xem hữu vừa mở ví vừa nói nó nói trong thư còn thương hại quá rồi làm bộ ban xin thôi thầy ạ à, Chúng nó đã cho như thế Thầy tha cho chúng nó Gọi chúng nó về Hữu đưa thư cho ông Hàn Ông đưa cho Quân Bác đọc lên xem nào Quân gì sát tờ giấy bóng vào đèn để đọc Thưa anh Em xin anh tha thứ cho em Vì em đã bỏ nhà đi làm phiền cho thầy mẹ Cho anh Bây giờ em ở Đa Cao Ở nhờ nhà một người bạn cùng học với Hảo ở Hà Nội Xin anh thương em nói với thầy mẹ cho em 500 bạc để em trang trải công nợ trong này Bây giờ em túng lắm Còn xa nhà em mới biết thương thầy me và anh Đưa em bất hạnh của anh Tái bút Nếu thầy me giận em Thì thôi anh ạ à. Ông Hàn đưa tay cầm bức thư Sao nó lại đánh máy Hữu đáp ngay Chắc nó sợ bút tích chứ gì Ông Hàn suy nghĩ một lát Tôi chẳng hiểu thế nào cả nó gửi cho cậu bao giờ? Còn phong bì không? Hữu nói một cách rất hờ hững. Cái lối hờ hững bắt trên người nghe phải vào chồng. Thôi, thầy còn hỏi làm gì? Thân nó làm nó chịu. Mà kệ nó, thế là xong. Ông Hàn hết nghi ngờ. Đến lượt ông phải nói khó với Hữu. Nào có kệ được. Để nó thấy sao đành. Hữu làm bộ giản dỗi thầy bảo ai làm gì nó mà đành với chẳng đành nó hư thân mất nết bỏ nhà đi bây giờ khổ sở còn oán thán kêu ca gì rồi mở tung cửa thầy xem hư đến như con là cùng chứ gì thế mà cũng phải tu trí huống hổ nó là con gái con cho không gì bằng thầy cứ mặc nó cho nó giặc giầy mới biết thân ông hàn mắt hơi ướt nghẹn ngào nào có mặc được chẳng lẽ bỏ nó chết Hữu làm bộ cường quyết Thầy cứ thế không trách được Cho nó mãi rồi nói tưởng Ông Hàn chỉ cái điếu cho quân thông Hút xong điếu thuốc lào ông bảo Hữu Cậu phải đi giúp tôi vào trong ấy tìm nó mới được Hữu vội vàng chối bay bài Thôi con chịu Con còn công việc của con Ô hay Sao cậu lại không để tôi nói hết đã Công việc thì nhờ người ta trông nom đỡ dăm hôm vào gọi chúng nó ra đây cho tôi Để thế thiên hạ người ta nhổ vào mặt Hữu vẫn găng Thấy sai ai đi thì đi Từ đây vào Sài Gòn ít ra cũng mất tuần lễ vừa đi vừa về Ông Hàn phát gắt Nhà này còn có ai Cậu không đi thì ai đi cho tôi Hữu là bộ miễn cưỡng Vâng Thế để con đi vậy Rồi lầm bầm Đời thủa nhà ai có đứa hư thế bao giờ không còn biết thương cha thương mẹ là gì. Ông Hàn lấy năm tờ giấy 100 đưa cho Hữu. Đây, cậu đi ngay ngày mai cho tôi. Đừng để mất thì giờ nữa. Bảo nó về ngay, tôi lo liệu cho. Hữu cầm tiền còn làm bộ nghĩ ngợi. Thầy cho con 200 nữa mới đủ. 500 này cho nó rồi. Con có tiền riêng đâu. Đến một tháng nay con chả có một đồng trinh. Đến sáng cũng nhịn đói lên sở trong năm công việc không lưỡng lự Ông Hàn đưa ngay 200 nữa cho Hữu với câu an ủi Được, cậu cứ chịu khó làm ăn Rồi tôi cho cái vốn Nhưng để tôi còn xem công cuộc của cậu thế nào đã Ông Hàn được tin tức con càng đợi càng mất Hữu cũng không trở lại Mà con gái cũng chẳng thấy về Ông cho lại nhà in Bắc Kỳ Thì thằng người nhà về báo không có nhà in nào ở HT cả Ông ớt người hỏi tội quân hôm ấy ba gặp nó ở đâu quân sợ hãi phải giấu ngay nếu không y sẽ là đồng phạm thưa ông con gặp cậu ấy ở hàng đào ngồi trên xe có một đống giấy để ở chân ông hàn quát mắt có thật không bẩm thật ạ à. con hỏi cậu ấy đi đâu về cậu ấy bảo đi mua các tông cho nhà in con theo cậu ấy về đờ măng cậu ấy đưa các tông vào một cái nhà rồi theo con về đây Ông Hàn vặc, Hờ, xa nuôi ăn tay áo. Đứa nào cũng chỉ định hại. Không đứa nào được việc gì cả. Quân sợ len lét, không dám nhìn ông Hàn. Bà có chắc nó vào Sài Gòn tìm em nó không? Thưa ông, cái ấy con cũng không rõ lắm. Ông Hàn gật gù. Đổ chúng nó khốn nạn cả. cái này tư, tư hết. Quân đặt tiêm, ngừng dậy để ngay ngắn lại cái bình phong con tí che gió cho khỏi thổi vào đèn thưa ông hay cậu ấy chưa tìm được nhà nửa tháng rồi còn gì không tìm được nó đã ra chứ chắc là nó chủ tâm đánh lừa tôi nên mới có bức thư đánh máy chứ quân bụng cười thầm mưu sâu của hữu nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tin thưa ông chả có lẽ chả có lẽ cậu ấy lại xử với ông như thế ông hàn bíu môi Chả có nhẽ à Nó xử với tôi trăm lần như thế rồi Nếu tôi không sợ tai tiếng Tôi đã đem nó ra tòa rồi Chẳng nhẽ mặt mũi mình thế này Đi rêu rào trên báo Hàng xứ người ta đổ xô vào Quân an ủi Ông cứ đợi giam hôm nữa Biết đâu vào Sài Gòn cậu ấy chưa thấy cô Tuyên Tôi đoán không sai đâu Thế nào nó cũng lừa tôi 500 bạc ấy Đến thế này thì hỏng Tôi không còn trông cậy gì con cái được nữa bà hàn bị cảm thương hàn nhập lý mười hôm liền bà sốt ly bì thầy thuốc đã chê đốc tờ cũng chỉ tiêm cầm hơi ông hàn bối rối bảo quân Bác phải làm thế nào đi tìm ngay thằng hữu về cho tôi bà lên tòa báo đăng cho tôi mấy dòng gọi con tuyền nó về không nhớ bà mệnh hệ nào không có chúng nó thiên hạ người ta nhổ vào mặt quân tất tả đi y xuống đảo bích vận thầy hữu nằm lù lù ở đấy chết chưa, cậu phải về ngay mới được cụ bà sắp mất rồi Hữu cười gần tôi mà anh cũng định đóng kịch nữa rồi hỏi một cách sành sỏi thế nào từ độ ông cụ đưa 500 có nhắc nhỏm gì nữa không không cụ cũng không nhắc nhỏm gì cả cậu phải về ngay mới được cụ bà sốt thương hàn mấy mấy hôm nay rồi khéo không hỏng mất rồi y móc túi lấy tờ giấy ông Hàn vừa viết Tuyên về ngay Mẹ hấp hối Thầy bằng lòng cả Đấy cậu xem Cụ bảo tôi đi tìm cậu Rồi lên tòa báo đăng cái này Khi biết chắc là thật Hữu dụng rời Mặt chàng tái nhợt Mẹ tôi làm sao Phải từ bao giờ Quân lấy cái quạt phẩy phẩy Cụ phải hơn 10 hôm nay Thầy thuốc bảo sốt thương hàn Không chữa được bị quá rồi khó lòng qua khỏi hữu vỗ tay xuống giường rồi giết tôi rồi chàng khóc hu hu đào bích nghe có tiếng khóc vội lên nàng lại ôm đầu hữu gì thế mình hữu vẫn nước nở quân phải đáp thay chàng cụ bà tôi ở nhà mệt nặng cho tôi lại mời cậu về đào bích nhìn quân từ đầu đến cuối rồi hỏi một câu hỏi của người thiết tha đến người ốm Chết chưa Thế cụ tôi trên ấy mày ra làm sao Đã lâu chưa Rồi xùm xòe bác ghế mời quân ngồi Quân lại phải kể một lượt Bỗng hữu vùng dậy chàng bảo bích Mình lấy quần áo cho anh Anh về xem me mệt thế nào Nhưng chàng mặc quần áo xong Thì nước mắt cứ giản ruộng Nước mắt bây giờ là nước mắt của người nghiện chưa có thuốc không phải nước mắt người con dò ra vì mẹ ốm bích biết ý mở tù lấy hộp thuốc ném ra khay mình hãy hút đi mấy điếu rồi nói chuyện gì mới nói được chứ như cây gỗ đổ hữu đổ xuống cạnh bàn đèn quân lại đốt đèn hơ tiêm nướng thuốc sáu lần đưa mời sáu lần hữu thổi vo vo đến điều thứ bảy chàng mới tỉnh táo chàng vỗ đùi hỏi quân Chết chưa Khỏi tôi nghiện mất bác ạ Ngày nào không hút không chịu được Người cứ dã rời Chân lỏng như chân con búp bê tuột cao su ủy quá bác ạ Bích ngồi cạnh lườm yêu người yêu Ngày nào mình cũng đòi hút Em bảo mình mình có nghe đâu Có giữ lại quát ầm nha Đưa tay với sọc Hữu nói to Hôm nay nữa thì thôi Nhất quyết thôi Không nhớ nghiện một cái làm thế nào Quân cũng đưa đà Phải đấy cậu ạ à, Hôn mãi nhỡ nghiện thì chết Hậu đứng dậy sau 20 điếu Trước khi đi chàng còn dặn bích Anh xuống ngay bây giờ đi nhé Báo đăng được ba hôm thì tuyên về Trông thấy cha Nàng khóc rướt mướt Ông Hàn phủ dụ con Thôi nín đi Thầy lo liệu cho Rồi ông hỏi nhỏ Nó đâu Tuyên nghẹn ngào, nàng đáp trong cổ họng. Thầy đừng hỏi nữa. Từ nay giờ đi con sẽ ở nhà với thầy me. Ông Hàn dắt con lên buồng bà Hàn. Trông thấy mẹ, nàng lại òa khóc. Bà Hàn mắt lờ đờ thở phào phào, khẽ cử động đầu. Quân hiểu ý bảo nàng. Cô lại bà bảo gì? Nàng gión rén lại cạnh mẹ. Bà Hàn ngước nhìn con, không nói được lời nào. Cứ nhìn em chòng chọc, chọc, Chàng lấy điếu thuốc rộ rộ xuống hộp kêu lạch cạch Chàng châm diêm rồi vẫy em ra cửa sổ Để yên đây cho mai nghỉ không mệt Cô đi đâu bây giờ mới dẫn xác về Liệu hôn Tuyền vành mặt khẽ nói Này Đừng có cả vú lấp miệng em Tội anh còn sờ so sờ so ra đấy Bỗng có tiếng suyệt Rồi quân vẫy tay gọi hữu và Tuyền đến Khi hai anh em lại giường bà Hàn thì quân vừa nhắc cái bông trên mũi bà Hàn xuống Thôi bà đi rồi cậu ạ à. Thế là hữu xô vào lay tay mẹ Tuyên lay chân mẹ Rồi hai người gọi dầm dĩ Ông Hàn bên buồng riêng nghe tiếng chạy sang Ông nhìn cái cảnh tượng não lòng ấy Ông cũng hù hù khóc Sô phơ vào bầm Thưa ông có xe rồi Là ông Hàn sông sộc chạy ra Xe chạy hết tốc lực lên yên phụ đỗ ở một tòa nhà một tầng. Chàng kịp gọi, ông cứ đẩy cửa vào. Con sen đang nằm ở trống dần mình nhổm dậy. "Thưa cụ, cụ hỏi gì?" "Có phải nhà cô Sửu đây không?" "Vâng, thưa ông phải." "Cô ấy đâu?" Con sen ngơ ngác trước sự hấp tấp của khách. "Thưa cụ, cụ hỏi cô con có cần không ạ?" À? Ông Hàn chỉ tay ra ngoài. "Cần lắm chứ." đi gọi cô ấy về cho tôi cô ấy ở đâu thưa cụ mợ con đánh chắn ở nhà bà tham trên hàng bún chị có biết nhà không ông hàn bèn bảo giúp phơ đánh xe cho nó lại tìm cô sửu xe chạy vài phút thì trở lại sửu mặt võ vàng bước xuống thầy con ông hàn ôm chầm lấy con khóc con bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang thế này ở lầu lúp thế này Sử mặt hờn giận Con không ở được nhà Con đừng phải đi Rồi nàng chỉ vung gian nhà Đấy thầy xem Đời tuổi nhà ai thầy giàu có hàng năm 30 vạn Mà con phải ăn ở thế này không Ông Hàn dịu dàng Thì tại con chứ Tại con không chịu ở nhà chứ Sử cãi ngay Con ở nhà với con cứ ấy thế nào được Ông Hàn ôn tồn Ấy, bây giờ người ta đã chết rồi đừng nên nói thế rồi ông dỗ thôi con ạ à, thương thầy con về đi để cho thiên hạ người ta trông vào cho các em con nó đỡ tủi thân ai lại gì ghẻ chết còn chồng không về chịu tang bao giờ Thả ở xa xôi đã đành ở ngay hà nội xử đây đây ba nãy bác quân lên đây con đã bảo con không về đâu mà con việc gì phải để tang nó nó tử tế nhân nghĩa gì với con nó làm cho con phải bỏ cửa bỏ nhà bây giờ nó chết kệ thầy nó ông hàn vẫn đấu dịu đừng nói thế phải tội con bây giờ gì con đã thành người thiên cổ rồi nói thế làm gì thôi con nghe thầy con về cho thiên hạ trông vào sử giơ tay chỉ vào cổ thầy xem con bao nhiêu đồ vàng của con con đã phải bán cả đi để tiêu rồi Bây giờ con về như con mẹ dạy thế này Con trả về Ông Hàn hiểu ý con muốn tống tiền mình bèn đón ngay Nào con muốn gì thầy cho ngay Sử được cơ hội bắt chẹt Nèn ngay Thầy cho con một nghìn Con trục chỗ đồ vàng của con Con mới dám vác mặt về cái nhà ấy Không lưỡng lự Ông Hàn nhận nhời ngay Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Trên dốc vật chất. Hãy cùng chờ đón nghe tập 4 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.